Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Trang ở bên Sa Đéc cô chú. Hôm nay là ngày vui của em của Trang, bữa hổm thì Trang có chia sẻ đám nói rồi. Hôm nay là đám cưới của cô chú anh chị và các bạn. Ha, thấy khung cảnh khác không? Bữa nay đẹp hơn nhiều nha. Thì thường thường á, thì đám cưới ở miền Tây nó sẽ có 3 ngày. À, ngày nhóm họ, ngày đãi ăn và là qua ngày sau là ngày đưa dâu của cô chú. Thì cái bữa nhóm họ thì cái bữa là vui nhất là tại vì bà con về để tụ họp á, nhưng mà Trang nhà Trang có công việc á, cho nên Trang qua chưa kịp á. Hôm nay thì Trang qua thì là ngày chính, là ngày đãi ăn á cô chú anh chị các bạn. Thì để mình đi vào trong mình coi hôm nay nhà chuẩn bị như thế nào nha. Bữa nay lần trước đám nói thì là tông màu gì quên rồi ta. Hình như bữa nay là tông màu xanh rồi nè. Màu gì đấy Trang về Trang coi clip lại đó, quá này quên rồi. Đây. Đây là cậu của Trang. qua hồi hôm qua đặng tối Trang bắt công việc Trang chưa vô được, nay sáng sớm ngủ cà phê, mời cả nhà uống cà phê tí xíu uống bia uống rượu uống cà phê chi. Đây là lễ, là chỗ làm lễ nè cô chú anh chị. Tí nữa cô dâu chú rể sẽ lên đây mình cắt bánh kem với lại mình lót rượu luôn nha. Bông nè đẹp ghê chưa. Bên đây là món ăn. Mình vô trong mình giới thiệu nhà trước đi, tí mình qua món ăn nha. Lá Phật gia đây nè. Trời ơi, mặc bộ đồ đẹp mà sao mang đôi dép gì kỳ vậy? Hả? Hả? Ngoại. Mặc bộ đồ đẹp gì mà mang đôi dép gì kỳ vậy? Vậy chứ ngoại không kìa. Trời ơi, chứ ngoại. Mày mua cho ngoại. Mày mua cho ngoại đôi dép dài á. Trời ơi, áo này con mua hồi đó mà giờ mới mặc đó hả? Ừ. Ngoại bỏ trụ không? 7 năm rồi. Áo Trang mua đó 7 năm mà không vừa, lúc đó ngoại còn ốm, giờ ngoại mập lên rồi. Đây là cha của Trang nè. Cha chào cha, chào. Bắt bưng ly hả cha. Đây là mẹ của Trang nha. Đây là bà Ú là dì Tư. Bà Ú là dì Tư. Đây là bà Út nè. Chào cả nhà. Bữa nay gia đình mình bữa nay giấc này là còn đang rất là mày ổng như vậy, như là chưa có đón khách đó, cho nên nó giấc này còn ngồi nói chuyện rồi tụ họp rồi được. Tí xíu đón khách là không còn nói chuyện được rồi. Nay bữa nay thì mời đông hơn bữa đám hỏi. Đây cô dâu mới trang điểm xong. Cô dâu mới trang điểm xong chưa có thay đồ đẹp nữa. Là Trang thay đầu trước rồi. Bộ hổm đám nón mình là tông màu gì ta quên rồi. Thấy ghê không? Hỏi mà màu. Tiền chưa nhớ không? Tông hổm màu vàng, bữa nay là tông màu xanh rồi. Giờ này là chuẩn bị muốn gần xong rồi cô chú, nhưng mà đón khách là khoảng 9 giờ á. Bây giờ Trang sẽ qua món ăn đi cô chú. Tại vì hồi xưa thì đám thì thường thường người ta sẽ nấu nhà, nhưng mà bây giờ có dịch vụ nấu, nhà hàng nấu á, cho nên mình đặt nhà hàng như gì nè để cho cái mọi người trong nhà có thể họp mặt lại nói chuyện xúm xích với nhau. Chứ mỗi khi mà làm đám, nhớ đám mà ở thường là ở chỗ Trang á, sẽ nấu nhà sẽ bận rộn nhiều hơn, cho nên không có thời gian nói chuyện nhiều với gia đình đó. Đây mấy anh bên nhà hàng đang chuẩn bị làm món ăn. Quá chừng ngón rồi, không biết món gì hết trơn. Món này là món gì anh? Đây là đồ người. Đem bưng giùm cho. Bàn trống rồi bỏ vô phải không? Thêm ginh vô được không? Thiếu dễ được không? Món này ăn được nè. Đây. Đây Trang coi thực đơn mấy món nha. Đây món đầu tiên là há cảo bánh xếp, chảo mía, nem nướng. Món thứ hai là bắp bò. Món thứ ba là tôm sốt chanh dây. Món thứ tư là cá kẽm hấp. Món thứ năm là lẩu của đồng. Lẩu của đồng nha. Món thứ sáu là tráng miệng là sữa chua. Có lẩu của đồng nha. Rồi bây giờ thì chuẩn bị cũng gần xong rồi. Chỉ còn chờ đón khách lại thôi. Tới chừng nào mà đón khách để làm lễ thì Trang chia sẻ tiếp với cô chú anh chị các bạn nha. Chờ đón tiếp theo nha. We'll be right back.
đầy quý quan khách có mặt trong buổi lễ phú quý cùng với dâu Khải Duy và chú rể Hoàng Linh sáng hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Hồng Linh xin được mặt cho những người thực hiện chương trình. Âm thanh ánh sáng Chí Khanh, dịch vụ nấu ăn Cô Tư Tươi. Xin đến toàn thể quý quan khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nha. Kính thưa quý vị, có người đi một dòng sông vì chưa nhìn thấy sự mênh mông của biển cả. Nhưng với chú rể Hoàng Lê Duy Phan ngày hôm nay, chưa đã nhìn thấy sự bao la rộng lớn của biển ngân hà, nhưng chỉ yêu một vì sao duy nhất, đó chính là cô dâu Khải Duy. Mà chú rể có nói với cô dâu như thế này thưa quý vị: anh không cần chinh phục những gì lớn lao trên thế giới, anh chỉ cần chinh phục được trái tim của em. Và anh biết rằng trên trái đất này không ai yêu em bằng anh, vì tình yêu của anh trao cho em lớn hơn cả đại dương. Thưa quý vị, với những lời nói chân thành như thế đã khiến cho vâng mọi người phải cảm động. Họ đã cho hai bạn có duyên và có nợ với nhau. Quan trọng hơn hết là ngày hôm nay đây, được sự cho phép của hai bên gia đình, đôi bạn của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hôm nay xin được mặc cho âm thanh ánh sáng Chí Khanh, dịch vụ nấu ăn Cô Tư Tươi cũng như to đầy quý quan khách có mặt tại nơi đây gửi đến cô dâu và chú rể lời chúc mừng trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ được dâu thảo rễ hiền, những bông sen vàng dưỡng dược, những người đã tiếp thêm ngọn lửa yêu thương để cho tình yêu của đôi bạn được bừng cháy trong ngày hôm nay. Bởi là cảm ơn nhạc, cảm ơn hoa, cảm ơn cha mẹ sinh ta ra đời, cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn cha mẹ sống đời với con. Và ngay sau đây xin được kính mời tiến lên sân lễ về phía song thân của cô dâu cũng là chủ ông của lễ phú quý hôm nay. Xin kính mời ông cỏ Văn Thành của bạn Lê Thị Dưỡng tiến lên sân lễ, mong chào của mình chào đón quý vị ơi. Xin mời ông ạ. Kính thưa quý vị, và ngay giây phút này xin mời quý vị hãy hướng mắt về cộng hoa cho đón các bạn hạnh phúc nhất, xin đẹp nhất trong ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Khải Duy và chú rể Hoàng Linh. Một trong những ngày thật lớn này quý vị ơi. Xin đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống vui hạnh phúc là đây. Nhạc cụ của vợ đậm sâu lòng người, bàn tay nắm lấy bàn tay, dìu nhau đi gần bàn tay hồng nhung. Cái tấm bảng diễn viên xuất lệ của chúng ta lúc này đó chính là nhà gái Hân Hoan mừng rưỡi mới, nhà trai phấn khởi đón giao huyền, hai bên cha mẹ xuân vầy, đôi mình chung một mái nhà hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép đại diện của chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và bao giờ chào mừng trân trọng nha. Ngày vui như hôm nay thì chắc chắn rằng cô dâu và chú rể của chúng ta không thể nào quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi lẽ nước biển dù có mênh mông bao nhiêu cũng không thể đong đầy hết tình mẹ, và mây trời có lòng lộng thế nào cũng không thể phụ hết công cha. Thưa quý vị, và ngay giây phút này xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng lên cho cha mẹ mình những ly rượu hứa rượu tình mà cô dâu và chú rể đã cất công chuẩn bị từ đầu buổi tiệc. Thưa quý vị, làm con phải yêu ai
dễ nghe, hay chỉ dạy cho con biết bộ phận của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị ơi, nghe giai phút này xin mời quý vị hãy nâng thật cao những ly bia, những ly nước ngọt trên tay của mình và giơ một ly thật lớn của anh chủ ông của nhà gái ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời quý vị nâng ly lên nào, nắm cho bên em ơi. 1, 2, 3, giơ cạn luôn nha ông bà. Dạ xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý ông bà trở về vị trí ban thiệp để cùng tiếp đón những vị khách thân thương như của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Dòng chảy trong tình yêu, những dòng dù chảy được ví như nước thầm mật ngọt. Nước sẽ một tới cho tình yêu của hai bạn được tươi tốt, và mật ngọt sẽ tô thắm thêm cho tình yêu của hai bạn mãi mãi bền vững về sau. Hãy nhìn nhau để mình có một cái màn hình đẹp đẹp. Nhìn nhau dâu rể ơi, nhìn nhau. Ừ, hai cái mũi chạm chạm nhau luôn. Hai cái mũi chạm chạm nhau thôi nha. Khoan không nha. Chạm chạm đó cưng. Ừ, chạm xương xương vậy được rồi. Cảm ơn quý vị và chú rể rất nhiều. Và tiếp theo chương trình xin mời hai em rót chén rượu thứ hai nha. Từ đầu với chú rể. Nhớ nha. Chú rể ơi,
chỗ nào mà chị Liên nói miết vô là chú rể miết vô nghe. Nhớ nha, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, hôm nay miết vô chú rể. Chú hát nhà, miết vô. Miết vô nữa đi. Miết rõ ràng luôn rồi mày. Thưa quý vị, ngoài buổi tiệc rượu chưa đại thì gia đình còn có tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ. Âm thanh ánh sáng chí thanh của chúng em rất vui và vinh dự khi được đến đây phục vụ chương trình văn nghệ trong buổi sáng hôm nay. Và về phía ban nhạc cũng như về phía gia đình, chúc các gia vị rất nhiều. Vậy thì bây giờ những ai có tinh thần văn nghệ, xin phép quý vị hãy tiến thẳng lên phòng máy đăng ký với MC của chương trình. Quý vị ơi, như quý vị đã thấy thì lượng khách của chúng ta đang rất là đông. Chính vì thế, ngay từ giây phút này xin mời quý vị hãy mạnh dạn tiến lên phòng máy đăng ký với em nha. Và không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, xin dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi sáng hôm nay. Xin bắt đầu! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về vì tại vì tối nay thì lãi suất giá của cô dâu á, thì đám cưới thường thường ở miền Tây thì cái lãi suất giá là không thể thiếu với mọi bất kỳ cô dâu nào. Bây giờ thì những cô chú anh chị nào ở gần xóm bà con họ hàng thì đang chuẩn bị tiền vàng, nếu như ai á mà muốn lì xì cô dâu tiền vàng thì chuẩn bị. Bây giờ thì Trang cũng xin mời quý bà cô chú anh chị các bạn cùng vào trong lại xem lãi suất giá ở miền Tây của quê Trang nha. Trang không có tiền. Giờ lấy bàn này luôn đi anh. Dạ, bây giờ thì ông bà và cô chú đã tài hợp đầy đủ để mà ngồi xem lễ cô dâu lại xuất giá. Lại xuất giá là gì? Đó là lại công ơn xin dưỡng dục của ba mẹ. Tạ công ơn xin dưỡng dục của ba mẹ để ngày mai cô dâu xuất giá đi theo nhà, đi lên xếp hoa đi theo nhà chồng. Nói cho lên xếp hoa sao nghe giống nghe nó không có được vui lắm nha. Hồi xưa lãi suất giá là người ta khóc nhiều lắm mà không biết lãi suất giá này có khóc không hay là cười đấy. Giá mà cười vui mà mới cười chứ. Bây giờ kính mời quý ông quý bà, rồi chú cô cậu dì bác, rồi anh chị em chúng ta ổn định, rồi chúng ta ngồi đây chúng ta chuẩn bị hành lễ. Tôi kính thưa quý ông bà cô bác quý anh chị em, tôi xin thay mặt đại diện cho gia đình của họ nhà gái xin long trọng tuyên bố lễ xuất giá xin phép được bắt đầu. Thì kính thưa quý vị, mấy cái vậy? Thì, được sự đồng ý của gia đình thì đúng ra thì cô dâu thì đã xa lại bàn thờ, nhưng mà được sự cho phép gia đình cái này cái phần là cháy thì trước mắt thì thôi xin mời cô dâu sáng bàn thờ có chồng ra ngoài chưa ạ?
Tao
Dạ không. Ông bảy, ông bảy giờ bảy Đà Lạt. Ông bảy giờ Đà Lạt. Gửi cho cháu 1 triệu. Dạ con cảm ơn. Công là bữa nay. Công thứ 3 nhiêu? Công 3 triệu. Công thứ 3 triệu. Lại có khách không nữa nha. Công thứ 3 3 triệu. Cô ba coi coi coi. Trời ơi, thiệt tình à. Cô tôi dưỡng tư 5 triệu. Bỏ chung rồi. 5 triệu, 5 triệu. Có sót ai không? Con có biết ai đâu sót. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn, con cảm ơn. Dạ. Cũng xin ý kiến với chú bác. Thì dượng cô cậu gì ngày tao giờ mình cho cháu nó lại đi xá đây. Chưa chưa giờ lấy ban từ từ đi. Chế luôn. Chế luôn. Chế luôn hả? Chế luôn. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu luôn đầy ly á. Cảm ơn. 2 triệu uống 2 ly. Rồi chị dựng cô chú bác rồi, rồi chưa còn ai không, còn thiếu ai không? Đậu nè, đậu nè. Đậu nè. Ai có quên nhớ nghe. Đậu không? Đậu vậy? Chị vậy đưa hết luôn. Chị ba cho 2 triệu. Rồi. Đập hết vậy. Cậu 2 triệu, chị ba 2 triệu. Cậu Út. Cậu Út 2 triệu, chị ba 2 triệu không? Khu ngăn điếm đủ. Không ai có hướng đoạn đó. Nữa xem video lại ghi được hết trơn à. Em là với em sao đây còn chị chưa có mà cưng. Vợ cô cậu gì mà tức đi. Rồi cái phần là anh chị sao. Đúng rồi. Chạy chợ buôn tiệc là được rồi. Rồi cái phần là chú bác cô cậu gì nó xong. Thì đến cái phần anh chị. Đó anh chị. Rồi bạn bè có ai cái gì. Thì ai có quà nó bước 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 kia đi. Hết. Anh chị là con đây nè, cậu có con, nó đâu có anh chị nhiều đâu. Ủa nó đâu có anh chị đâu, có con à. Con à, con như thế này à. Không có luôn hả? Không có bạn bè luôn. Không. Mình gọi bạn bạn bè đi, chịu hết rồi. Rồi anh chị đó. Rồi anh chị đó. Rồi rồi anh chị à. Rồi em có ai tối đâu rồi. Em kìa. Rồi hỏi chị là chính chị trong anh Quốc là hai chồng em là em tên gì? À em Tiên 500. Em Tiên chưa? Em Tiên mà không có thằng nào bỏ luôn. Chị Trang ơi. Chị Trang 10 triệu. Đèn đẩy. Thôi thôi không vô không vô. Dạ thật sự. Thật sự là con không có tiền thật sự luôn. Không có tiền. Dạ là có một người tài trợ cho con thôi chứ con không có tiền. Dạ. Dạ. À có tiền tài trợ. À có anh gửi cho 100 đô. 100 đô Út. Rồi. Rồi rồi. Không biết. Nè nghe con, chị nghe con. Dạ. Chị nghe con. Dạ. Lấy thôi con bắt lỗi em vô mà sao chị không vô. Cái trăm đô gì vậy? Trăm đô Út. Dạ dạ đô Út. Đập lên 53 ông chính tao. Không có 1.6 hả? Chị hai gửi cho 100 đô Úc bắt ra nha. Hỏi ra là 1.6 mấy chục ngàn. Dạ tiền này không phải của con thật sự không có. Mà được một mạnh thường quân ở bên Úc hỗ trợ cho con để đi đám cưới cho em nó. Thật sự con không có tiền, con đang rất là nghèo vậy. Con đi xin tiền người ta không à. Đại diện luôn, đại diện luôn tặng lên luôn. Dạ thì con là chị của cô dâu. Con thay mặt cho em nó xin cảm ơn ông bà cô chú
anh chị đã đến nhín chút thời gian đến đây để chung vui với gia đình. Dạ con thay mặt gia đình con xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ cảm ơn. Cho chàng bóng tay nào. Qua đó con làm MC luôn mới được. Trời như con bưng 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 cái thai vô đây đi nè. Dạ giờ con trốn luôn được rồi nè. Tiền nhiều quá rồi không được. Tiền nhiều quá quên đi luôn. Thôi con ngủ uống giùm con đi. Dạ dạ. Dạ luôn. Ủa mà con đâu biết uống. Chị ơi không để em bưng cho. Thôi em uống giùm chị đi. Dạ. Thôi cái này không có được. Để em bưng cho. Không 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 có được. Em bưng cái này em để cho bà chị giùm em cái gì đâu hả. Cái đó bưng vô là giỡn liếc bây giờ. Bưng vô cũng là thi giỏi chứ mà bưng vô là mày làm rồi con xin kéo nha. Con làm gì đâu không để máy nè con là ai nam hả à em nam cho 500 rồi còn hiệp nó cưng ở giỏ hả rồi hiệp lại luôn rồi 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 cái thưa quý vị là buổi lễ xuất gia đến đây là kết thúc. Thì xin thay mặt cho gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể ông bà cô bác anh chị em bạn bè của cô dâu. Thì đúng sáng ngày mai là 7 giờ chúng ta có mặt tại gia đình để chúng ta đưa cháu về bên nhà chồng. Thì cũng thay mặt gia đình xin mời toàn thể ông bà cô bác chúng ta thì tranh thủ mình đến sớm một tí thay vì 7 giờ đến 8 giờ mình đưa dâu thì thôi giờ 7 giờ mình có mặt để mình đưa cháu về nhà chồng. Thì cái buổi lễ nó sẽ kết thúc thì xin mời toàn thể ông bà cô bác chúng ta nhấn chút lại thời gian để dùng với gia đình một bữa tiệc. Xin chân thành. Dạ cô chú anh chị ơi, thì lại xuất giá của em đang đã xong rồi. Bây giờ thì nhà đang dọn cháo để mời cô chú anh chị ở sớm với lại bà con dòng họ đi dùng bữa cháo đêm. Thì video Trang chia sẻ đám cưới miền Tây thì đến đây cũng xin khép lại. Tại vì ngày mai Trang có công việc cho nên Trang không có chia sẻ để đi đưa dâu em mới được. Bây giờ thì Trang xin hẹn cô chú anh chị các bạn luôn nha. Trang chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Trang đi ra đặng Trang ăn cháo lại xíu xíu nữa là sợ Trang chào không được. Tại vì bắt nhạc lên rồi là Trang không có nói chuyện được cô chú. Bây giờ thì bye bye nha. Đi nhiều quá rồi. Em hãy những người hãy là tại sao một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ thôi hết rồi. Anh dù xa yêu nhau là có tội phải không anh? Không yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh mắc mải trong